Dạ vâng, Bảo Tín xin gửi lời chào đến tất cả mọi người đang có mặt trong video ngày hôm nay của em. Hôm nay thì mọi người thấy là chúng ta sẽ có toàn bộ là những mẫu đồ giải mã đến từ thương hiệu Topping Audio nha mọi người. Đây là hầu như là toàn bộ những cái mẫu đồ giải mã xuất hiện đầy đủ nhất của thương hiệu Topping tại cửa hàng Bảo Tín Audio. Và video này sẽ dành cho những ai là tín đồ của Topping Audio. Nếu mọi người đang quan tâm và thích những cái mẫu đồ giải mã đến từ thương hiệu Topping thì trong cái video clip này em Hoàng sẽ cùng mọi người trải nghiệm từng dòng một. Sau đó là em sẽ tư vấn cho mọi người rằng là với cái nhu cầu nào thì chúng ta sẽ sử dụng, hay là sử dụng sản phẩm nào thì sẽ phù hợp, để chúng ta biết được rằng là cái sản phẩm mà chúng ta đang muốn sở hữu thì những cái đồ giải mã ở trên hình này có đáp ứng được hay không. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có rất là nhiều dòng, và đây là những dòng mẫu giải mã có thể nói là tốt nhất đến từ thương hiệu Topping rồi. Chúng ta sẽ có ở đây là dòng Topping E30 2 la mã này. Đó. Tiếp đến là dòng Topping trong phân khúc tầm trung rất là nổi tiếng là D50S, đi kèm với đó là cục nguồn tuyến tính P50. Đấy. Và trên dòng này một chút thì ta sẽ có là Topping DX3 Pro cộng, cũng là một cái phiên bản rất là đa năng, hay là có MQA để chúng ta chơi là Topping E50. Đó. Trên một chút thì ta có là Topping EX5, cũng có hai phiên bản là màu đen và màu bạc. Đó, trên nữa thì ta lại có là Topping DX5. Trên cùng là Topping DX7 Pro cộng, cũng là một dòng đác đa năng. Chúng ta sẽ có DX3 này, được chưa? DX5 này và DX7, DX3 Pro cộng, DX5 và DX7 Pro cộng. Đó, rất là na ná nhau. Tiếp theo thì ta sẽ có là Topping D70 Pro. Ở trong cái series lần này thì ta sẽ thấy thiếu hai sản phẩm của Topping là Topping D30 Pro và Topping D90 SE. Tuy nhiên là đây là hai dòng đã sản xuất cũng khá là lâu rồi, nên là trong cái video này thì em cũng không có nói đến nữa, bởi vì chúng ta đã được tham khảo các cái bài review của Bảo Tín nhiều rồi. Ta sẽ nói về những cái nhu cầu sử dụng. Và đương nhiên rồi, với một mình Topping đã có nhiều mã sản phẩm như thế này rồi, nên là cái chuyện mà mọi người bị phân vân hay là chưa biết lựa chọn mẫu đồ giải mã nào ở trong tất cả những cái mẫu đồ giải mã trên thị trường thì nó là một cái điều hết sức là bình thường. Nên là trong video này em sẽ cố gắng làm sao mà vừa dành chút thời gian, có thể là vừa tư vấn luôn cho mọi người cái nhu cầu sử dụng để nó phù hợp, hay là có báo giá luôn cho mọi người để chúng ta có thể cân đối luôn nhé. Và chúng ta sẽ đi đến đầu tiên là với những cái dòng sản phẩm có giá thành từ thấp đến cao trước, để mọi người có thể cân nhắc ở trong cái video này luôn nhé. Đầu tiên thì ta sẽ đến với sản phẩm Topping E30. Đó. Với Topping E30 đây là phiên bản 2 la mã nha mọi người. Đây là bản mới hoàn toàn và khác với phiên bản E30 lần trước. Phiên bản cũ thì E30 2 la mã đã được nâng cấp chip lên thành hai con chip 4493S cùng một lúc. Đấy, không đơn giản như là phiên bản cũ chỉ chạy một chip nữa. Chúng ta đã có cái sự nâng cấp ưu việt hơn. Đấy. Cái thứ hai nữa ở đây là như thế nào? Với E30 này thì không có Bluetooth, nhưng được trang bị cho chúng ta là cổng quang, cổng USB, cổng đồng trục Coaxial và đặt chứng chỉ Hi-Res Audio đối với E30. Và vì là trang bị con chip AKM4493S nên là sẽ cho chúng ta một cái hiệu năng rất là tốt khi mà chúng ta nghe nhạc. Mọi người có thể sử dụng nó với cái nhu cầu ở trong bộ dàn là nghe nhạc để hát karaoke cũng được, hoặc nếu không thì ta sẽ dùng để kết nối với bàn làm việc máy tính, bởi vì đây là những cái hiệu năng có thể khai thác được ở chiếc đác này. Và dòng này thì có cái tiếng bass mềm mại, ưu điểm là như vậy, có tiếng bass mềm mại phù hợp để nghe các cái dòng nhạc trữ tình, nhạc vàng, âm sắc có vẻ dịu dàng hơn một chút so với các cái dòng đác ESS trong cùng phân khúc, nên là mọi người có thể cân nhắc tham khảo nhé. Và sản phẩm này thì tại Bảo Tín Audio đang có giá là 3.300.000 đồng. Em có miễn phí ship, tặng kèm một dây quang của Mỹ và bảo hành 12 tháng cho mọi người. Đây là Topping E30. Bản này thì em có đầy đủ xanh, đỏ, bạc và đen, 4 màu. Đấy, có đủ 4 màu cho mọi người nhé. Thì mọi người có thể cân nhắc cái màu của nó. Với phân khúc này thì ta sẽ đến với một dòng đáp nổi tiếng hơn nữa là Topping D50S. Bản này cũng có hai màu đen và bạc. Đây thì em để màu bạc ra cho nó sáng. Đấy, Topping D50S. Đây là một dòng đầu giải mã nó quá là đình đám rồi. Nó nổi tiếng đến mức độ mà hầu như là
nói đến topping D50S thì mọi người sẽ nhớ đến Bảo Tín nhiều hơn, vì đây là một cái con DAC có thể nói là tốt nhất trong cái phân khúc tầm trung. Trông bé như thế này nhưng mà rất là nặng nhé mọi người, có thể nói là nó rất là nặng. Đấy, đường ra thì sẽ có là đường ra AV để chúng ta kết nối xuống âm ly. Đường vào thì sẽ có đầy đủ hiệu năng như Bluetooth, USB, Optical và cổng đồng trục Coaxial. Nó với D50S này nó tiện lợi bởi vì là ta có thể là sử dụng được đa cái nguồn nhạc Bluetooth này, USB này, Optical kết nối TV này, Coaxial kết nối với đầu box hay là đầu đĩa này. Đấy, một con DAC đạt cả chứng chỉ Hi-Res Audio và Hi-Res Audio Wireless. Đây là một con DAC dưới 5 triệu mà chạy cho ông ta hai con chip cùng một lúc, nhưng mà con chip lại cao cấp hơn của AKM. Đó là con chip ES9038Q2M, một cái con DAC dẫn đầu cái chương trình là chạy trong chip, là chạy cùng một lúc hai chip để cho chúng ta có cái âm thanh cân bằng. Nên là so với các dòng đầu giải mã trong phân khúc thì D50S sẽ có cái tiếng bass nó có độ dày, độ sâu nhất định. Đấy, cảm giác nghe mà nó không thiên về một cái giải nhạc nào cả. Nó không có nghiêng về một cái thể loại nào mà nó có thể chơi được đa dạng thể loại, đa dạng nguồn phát khác nhau. Đấy, đúng là kiểu bé nhưng mà có võ nha mọi người. Giá của nó thì bây giờ đã tốt hơn rất là nhiều rồi. Hiện tại thì tại Bảo Tín đang có giá là 4.700.000 đồng. Và em cũng có tặng kèm một dây quang, một cục nguồn. Đấy, một cục nguồn và miễn phí vận chuyển. Dòng này thì nếu mọi người muốn chất lượng âm thanh hay hơn nữa, hay là biến nó thành một cái phiên bản chất lượng hơn, thì mọi người có thể sắm cho nó một cái nguồn tuyến tính linear như thế này. Một cái nguồn linear để hỗ trợ cung cấp phần nguồn. Thì lúc này D50S sẽ trở thành một cái phiên bản DAC rất là hay và không thua kém gì những cái dòng DAC có giá 7-8 triệu trên thị trường nhé. Đây, chúng ta có thể lưu ý. Và đa hiệu năng hơn, nếu mọi người dùng cái D50S này mà muốn trải nghiệm thêm tai nghe nhưng mà chúng ta ngại đầu tư cái con topping A50 vì nó đắt đỏ, thì mọi người có thể tham khảo cho em dòng topping DX3 Pro cộng này. Đấy, DX3 Pro cộng là bản nâng cấp của DX3 Pro. Và đây là một dòng DAC có thể nói là được đánh giá rất là tốt trên thị trường quốc tế. Đấy, đánh giá về độ cân bằng, đánh giá về độ chi tiết. Chiếc này thì không được dùng hai chip như là topping D50S, nhưng nó chỉ dùng duy nhất một chip là 9038Q2M thôi. Tuy nhiên là có độ khuếch đại tốt hơn. Và dòng này thì sẽ có hai cổng đồng trục Coaxial đầu vào cho chúng ta. Hai cổng đồng trục Coaxial đầu vào, có một cổng optical, một cổng Bluetooth. Bluetooth chipset cao cấp hơn Bluetooth trên D50S nhé. Chipset là QC Qualcomm 5125. Đấy, Bluetooth tốt hơn. Và cái thứ hai nữa là có cổng quang và cổng USB, đầy đủ các hiệu năng cho chúng ta. Ngoài đường ra AV thì ta sẽ có thêm đường ra 3.5 phía trước để chúng ta cắm trực tiếp tai nghe nếu chúng ta muốn đặt ở bàn làm việc, hoặc nếu không thì ta có thể dùng để đưa ra một bộ dàn khác, vì chiếc DAC này có thể xuất âm thanh cùng một lúc ra hai bộ dàn khác nhau. Thì mọi người có thể là lưu ý cái vấn đề này. Thiết kế thì sẽ to hơn D50S một chút nhé. Đấy, các cái volume vặn rất là chắc chắn. Với D50S hay là DX3 Pro cộng thì hãng người ta đã trau chuốt hơn rất là nhiều rồi. Mà khi mà đã có những cái phiên bản nâng cấp này thì mọi người có thể trải nghiệm. Về việc nếu mọi người chỉ dùng vào bộ dàn là chủ yếu nghe nhạc hoặc hát karaoke thì mọi người có thể ưu tiên cho D50S. Còn nếu ta dùng để thi thoảng ta nghe tai nghe hoặc là đặt bàn làm việc nữa, nghe máy tính nhiều, thì ta có thể là dùng DX3 Pro cộng nhé. Đấy, đây là cái nhu cầu sử dụng. Còn nếu như mà có một cái hay là mọi người biết đến cái công nghệ nghe nhạc mà những cái dòng DAC phân khúc cao thường hay trang bị, đó là công nghệ nghe nhạc MQA ở đây này, thì ta có thể tham khảo topping EX5. Đây là một con DAC trong cái tầm giá loanh quanh đâu đến khoảng dưới 8 triệu, và tại Bảo Tín Audio đang có giá là 7.950.000 đồng. Còn topping DX3 Pro cộng ở đây thì em có giá là 4.850.000 đó. Với cái mức giá 7.950.000 đồng thì ta sẽ có gì? Ta sẽ có một chiếc đầu giải mã có đa dạng hiệu năng. Ví dụ có đường ra Canon, đường ra 3 lần cho âm thanh rất là cân bằng. Có đường ra AV, có cổng Bluetooth, cổng USB, Optical, Coaxial. Đấy, có công tắc bật phía sau. Và chiếc DAC này có một cái hay là nguồn của anh này tích hợp luôn theo máy, chứ không đơn thuần là dùng điện 5V như là topping D50S nữa. Mà anh này tích hợp nguồn xuyến theo máy thì chúng ta sẽ có một cái bộ nguồn ổn định hơn. Đấy, nếu chúng ta không cần phải dùng nguồn linear giống như D50S này nữa. Đây là cái hay của topping EX5. Một cái hay nữa nhấn mạnh ở đây là anh này ngoài chứng chỉ Hi-Res Audio và Hi-Res Audio Wireless thì anh này còn đạt cả chứng chỉ MQA,
tức là một cái chứng chỉ dành cho âm thanh stream nhạc, hoặc là nghe các cái bản master, những cái bản nhạc mà nó giữ lại cho chúng ta cái bản thu gốc ban đầu, một cái rất là hay đối với phiên bản topping này đó. Và cái này thì dành cho những cái trường phái mà chúng ta không còn ở mức cơ bản tầm trung nữa, hoặc là bộ dàn của chúng ta tốt một chút, chúng ta muốn nâng cấp lên để có chất lượng âm thanh tốt, hay chúng ta nghe nhiều về điện thoại đấy, nghe điện thoại hoặc là máy tính, thì ta khai thác được cái MQA này đó. Còn nếu như mọi người muốn trải nghiệm MQA mà không cần dùng đến tính năng Bluetooth để tiết kiệm được một số những cái chi phí, thì đây một phiên bản cũng rất là hay cho mọi người, giá là 5.700.000 topping E50 đấy. Topping E50 có giá là 5.700.000 và nó đạt chứng chỉ Hi-Res Audio, có MQA. Phía sau thì sẽ có đầu ra cân bằng nhưng không thiết kế ở dạng Canon mà được thiết kế ở dạng 6.3 ly. Đó. Và chúng ta cũng có đường ra AV, đương nhiên là phải có đường ra AV rồi. Có đường ra AV, có cổng coaxial, có cổng quang, có cổng USB để chúng ta kết nối với máy tính. Với cái con E50 này thì hiệu năng sử dụng của chúng ta là như thế nào? Chúng ta có thể sử dụng với bộ dàn, nghe nhạc, hát karaoke thoải mái. Nhưng chúng ta có thể là ưu tiên cho dùng điện thoại để khai thác cái MQA này bằng cách là cắm dây OTG hoặc là cắm máy tính để chúng ta chơi tay đồ. Đó, dòng này thì sử dụng chip mới của SS là SS9068AS, một con chip tập trung vào cái độ sắc nét, độ chi tiết. Nên dòng này mà nghe nhạc vocal hay là nghe những cái bản nhạc mà có nhiều tiết tấu thì sẽ rất là hay. Đó, mọi người có thể là cân nhắc sản phẩm này. Trên phân khúc này thì ta sẽ có với tầm giá trên 10 triệu thì với phiên bản này thì ta sẽ có là topping DX5. Đấy, topping DX5 là một cái phiên bản vượt trội hơn nhiều so với EX5 đấy mọi người nhé. DX5 thì trang bị cho chúng ta là một cặp chip, nhưng không phải là 9038Q2M như EX5 nữa, mà được trang bị một cặp chip là ES9068AS, có nghĩa là một cặp chip ở trên con E50 này. Đó, rất là hay. Với EX5 này thì một cái hiệu năng thiết kế rất là hiện đại, rất là khác. Với cái hình thức sẽ rất là mới. Hầu như là chúng ta thấy là với EX5 này là cái thiết kế nó đã khác đi rất là nhiều so với các cái bản đơn thuần của topping rồi. Đấy, thiết kế rất là mới lạ. Dòng này thì đương nhiên là nó là dòng DX nên là nó sẽ thiên về đa hiệu năng hơn. Ta có thể là vừa chơi cổng AV phía sau ra bộ dàn, nghe nhạc hát karaoke hoặc cổng Canon. Ngoài ra nếu không thích thì ta có thể là cắm tai nghe. Ở đây thì hãng đã trang bị cho chúng ta đầy đủ các dạng tai nghe rồi. Tai nghe ở đây là 6.3 ly hoặc là dạng tai nghe theo cái đường AES này. Đấy, rất là hay. Và trên này thì sẽ có một nút volume điều chỉnh hiệu năng. Phần nguồn thì cũng có được trang bị nguồn xuyến bên trong. Đấy, có cổng quang, đồng trục, tút và optical. Đấy, một con đác khá là đầy đủ và nhiều hiệu năng. Với một cặp chip ES9068 thì anh này sẽ thiên về cân bằng độ chi tiết cũng như là E50, tuy nhiên là chạy hai chip song song nên đảm bảo cho chúng ta một cái giải trầm rất là sâu, rất là sâu và rất là dày dặn. Đấy, không thua kém gì các cái dòng đác ở trong phân khúc, thậm chí nhỉnh hơn nhé. Đấy, phiên bản này thì đang có giá là 10.150.000 đồng tại Bảo Tín Audio, mọi người có thể tham khảo nhé. Đó, còn nếu như bộ dàn của chúng ta tốt hơn, chúng ta muốn tìm kiếm những cái dòng đác mà nó mang cái thiên hướng gọi là ít công nghệ hơn, thì chúng ta có thể là tham khảo chiếc topping DX7 Pro cộng này. Bản này thì mặc dù là một phiên bản dẫn đầu của dòng DX, DX3, DX5, tuy nhiên thì DX5 có MQA, còn bản DX7 Pro cộng này lại không có MQA. Đấy, nó có chứng chỉ Hi-Res và có chứng chỉ Hi-Res Wireless này. Đó, và cổng đầu ra thì đã trang bị thêm cho chúng ta đa dạng hơn một chút, là có thêm tai nghe 4.3 ly, rồi là tai nghe 6.3 ly hoặc là tai nghe dạng AES này. Rất là hay. Bản này thì đầu ra thì ta sẽ có là Canon. Đấy, AV, rồi là có thêm cổng đầu vào IIS ở đây nữa. Và cổng đầu vào AES. Và có một cổng trigger 12V để kết nối với các cái thiết bị liên quan của hãng. Cái này thì sẽ phù hợp với nhu cầu như thế nào? Với cái mức giá là 15.950.000 đồng thì cái anh này đem cho chúng ta cái hiệu năng gì? Nó sử dụng chip là chip 9038 Pro, một con chip gần như là nổi tiếng nhất trên toàn cầu của thương hiệu ES này. Con chip này thì trang bị hầu như toàn trên những cái dòng DAC high end, những dòng DAC đắt tiền chạy chip Delta. Đấy, 9038 Pro.
nó không có hiệu năng về MQA nên bù lại thì ta sẽ tập trung được vào đúng với cái hiệu năng chân thực là nghe nhạc offline hoặc nghe nhạc mạng. Đấy, cho chúng ta những cái trải nghiệm rất là tốt. Thế này thì với dòng Pro này thì màu sắc âm thanh sẽ rất là đa dạng hơn rất là nhiều. Chủ yếu là tập trung vào cái độ chính xác, sắc nét. Âm thanh của những dòng này thì sẽ rất là bong bật và tiếng bass của nó sẽ xuống sâu nhất trong tất cả những cái dòng mà em thấy về về cổ tóc binh. Bass xuống rất là sâu. Nên mọi người đang dùng những cái bộ dàn karaoke mà sử dụng các cái dòng loa bộ dàn cấu hình của Nexo, hay là sử dụng những cái bộ dàn nghe nhạc mà có các cái dòng âm ly của Maxitox ấy, thì mọi người có thể là tham khảo với cái bộ này để kết hợp nghe nhạc mạng cũng rất là hay. Với những cái bộ dàn đắt tiền mà những cái dòng đắt tầm trung mọi người cảm thấy rằng là nó không tương xứng với bộ dàn thì có thể là tham khảo Topping DX7 Pro cộng này nhá. Mẫu này thì em đang có giá là 15.950.000 đồng nha mọi người. Có hai màu là màu xám và màu đen. Em sẽ cho mọi người xem. Phiên bản này ta sẽ có hai màu là màu xám và màu đen. Đó, rất là đẹp, mọi người có thể tham khảo ạ. Và cuối cùng là một phiên bản mới ra mắt gần đây nhất, là phiên bản với đầy đủ các cái hiệu năng công nghệ khi mà chúng ta sử dụng. Đấy là Topping D70 Pro. Đấy, Topping D70 Pro, một cái dòng đác mới ra mắt gần đây nhất. Dòng này thì dùng chip là ES9039S Pro, một con chip mới trình làng đến từ thương hiệu ES của Mỹ. Đấy, một cái sự tích hợp công nghệ. Gần như đây là một cái con đác trang bị cho chúng ta nhiều công nghệ nhất. Nhiều công nghệ nhất. Chỉ duy nhất là anh này lại không có MQA. Thật ra là những cái phiên bản gần đây của Topping thì em bắt đầu thấy là họ, những phiên bản cao cấp thì họ không còn trang bị MQA nữa, mà thay vào đó là họ cho những cái chip mới này, những cái khả năng xử lý mới và những cái đường tín hiệu rất là mới mẻ để chúng ta có thể khai thác được. Đấy, chủ yếu là đánh vào cái nhu cầu nghe offline hoặc là nghe chuyên nghiệp nhiều hơn, thay vì nghe cái độ tiện lợi đó, và chúng ta có thể cảm ứng trên màn hình luôn, rất là hay. Dòng này thì ngoài con chip là 9039S thì đã được trang bị lên các cái đường tín hiệu USB, ví dụ như chip Bluetooth ở đây cũng là Qualcomm 5125 này, hay là chip đường USB cũng là XMOX XU316 rồi này. Đấy, có cổng AES. Một cái tiếc hơn là con này thì lại không có cổng IIS. Đấy, có một cái điểm trừ duy nhất. Theo các cái thiết kế từ cổng Cosian hay là cổng AV cũng đã được nâng cấp và đổi mới rất là lạ. Đấy, rất là lạ, và mọi người có thể tham khảo dòng này. Đương nhiên là nó cũng sẽ đạt chứng chỉ Hi-Res Audio và Hi-Res Audio Wireless rồi. Đấy chưa. Và phiên bản Topping D70 Pro này thì em đang có giá là 16.450.000 đồng. Mọi người có thể tham khảo. Và những sản phẩm này thì đều là những cái sản phẩm mới, và em cam kết với mọi người đây là toàn bộ những cái sản phẩm chính hãng 100%. Đấy, và hy vọng là những cái sản phẩm này thì nếu mà mọi người có trải nghiệm hay là đang có nhu cầu hoặc thích cái thương hiệu Topping này thì có thể là xem cái video này để tham khảo cái hiệu năng sử dụng của mình. Ngoài ra đây, khi mà mọi người mua sản phẩm của Topping thì em sẽ tặng cho mọi người một dây quang audio quét, hoặc nếu mọi người không thích có thể đổi sang những cái dây OTG để phù hợp với nhu cầu. Ngoài ra thì những cái phụ kiện đi kèm như là các cái dây tín hiệu như là dây AV hay là dây USB, các phụ kiện đi kèm DAC thì em đều sẽ để cho mọi người với cái mức giá ưu đãi rất là tốt đây tại Bảo Tín Audio. Và thời lượng video thì nó cũng khá là dài rồi, nên là em sẽ xin phép là kết thúc video tại đây nhé. Nếu mọi người có quan tâm hay là có nhu cầu sử dụng đến những mẫu Topping này, có thể liên hệ cho em qua số điện thoại là 0826 110011, em có để trên góc màn hình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip lần sau. Xin cảm ơn.